Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngày 6 tháng 3 sẽ tiến hành cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản, thiết bị máy móc và phương tiện giao thông trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba của Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm. Sau khi làm thủ tục kê biên xong, cơ quan thi hành án sẽ xem xét đến thủ tục về định giá tài sản rồi bán đấu giá. Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh đang tống đạt văn bản thông báo về việc kê biên tài sản cho các bị hại nắm. Số lượng bị hại là 4.929 người, trong đó số bị hại đã làm đơn yêu cầu thi hành án tính đến thời điểm ban hành quyết định cưỡng chế thi hành án là 3.899 người. Quá trình tổ chức thi hành án, chấp hành viên đã xử lý số tiền hơn 57 tỷ đồng để chi trả cho các bị hại. Đồng thời, chấp hành viên thực hiện thông báo đầy đủ các quyết định thi hành án cho Luyện và Mai theo quy định. Các tài sản dự kiến kê biên bao gồm 272 miếng kim loại vàng thu tại trụ sở công ty Alibaba, 9 xe ô tô và 2 xe gắn máy chưa gắn biển số, 113 đầu CPU, 24 ổ cứng, 172 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng, 18 điện thoại di động, 3 máy chụp ảnh, 2 thẻ nhớ, 4 đầu thu camera, 5 máy in, 1 máy phát Wi-Fi, 1 máy chiếu, 4 USB, 1 router. Hết thời hạn tự nguyện thi hành án, vợ chồng Nguyễn Thái Luyện không tự nguyện thi hành nên chấp hành viên ban hành các quyết định cưỡng chế thi hành án để kê biên, xử lý tài sản tạm giữ để đảm bảo thi hành án. Đối với các tài sản là bất động sản của công ty Alibaba, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh đã ủy thác hồ sơ về cho cơ quan thi hành án dân sự ở tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận và Bà Rịa Vũng Tàu để xử lý. Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh chỉ xử lý một bất động sản là trụ sở công ty Alibaba ở thành phố Thủ Đức. Đối với trụ sở này, do có thay đổi cấu trúc so với giấy chứng nhận quyền sử dụng, thường gọi là sổ đỏ, nên Cục Thi hành án dân sự đang chờ bản vẽ của các đơn vị có thẩm quyền. Theo nội dung vụ việc, lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc công ty Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín làm người đại diện pháp luật. Sau đó, các công ty này mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh thành như Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, rồi san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng trái phép, vẽ ra các dự án ma, quảng bá hoành tráng là dự án khu dân cư đẳng cấp để bán cho khách hàng. Công ty Alibaba còn hứa hẹn sẽ thanh toán linh hoạt, mua lại thửa đất với giá cao, trả lãi cao dựa trên số tiền khách hàng đóng vào hoặc thuê lại, dòng tiền có được từ các dự án ma hoặc chuyển về công ty mẹ. Luyện giao cho vợ, em ruột phối hợp cùng kế toán là Huỳnh Thị Kim Thắng, sử dụng một phần tiền để vận hành hệ thống trả lương nhân viên mặt bằng, mua các khu đất để vẽ dự án ma, còn phần lớn tiền chuyển lòng vòng che giấu nguồn gốc thực sự. Bằng các thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.264 tỷ đồng. Theo Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, việc thi hành án vụ Alibaba được dư luận xã hội quan tâm, báo đài theo dõi đưa tin, quá trình thực hiện biện pháp cưỡng chế thi hành án có khả năng người được thi hành án tập trung đông nên phải bố trí lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời ngăn chặn, xử lý tình huống xấu xảy ra. Tháng 5 năm 2023, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên mức án chung thân đối với Nguyễn Thái Luyện. Vợ của Luyện là Võ Thị Thanh Mai được xem xét giảm một phần hình phạt. Theo đó, Mai bị xử phạt 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 7 năm tù về tội rửa tiền, tổng hợp hình phạt chung là 23 năm tù, giảm 7 năm. Em trai của Luyện là Nguyễn Thái Lực cũng phải lãnh 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 6 năm tù về tội rửa tiền, tổng hợp hình phạt chung là 22 năm tù, Nguyễn Thái Lĩnh 16 năm tù. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, giữ nguyên đề nghị truy tố ông Trần Quý Thanh, 71 tuổi và hai con gái là Trần Uyên Phương, 43 tuổi, Trần Ngọc Bích, 40 tuổi, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tại kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho rằng số tiền bị chiếm đoạt trong vụ án là hơn 1.000 tỷ đồng, thay vì hơn 700 tỷ đồng như kết luận lần đầu. Cụ thể, bà Đặng Thị Kim Oanh là chủ tịch các công ty Kim Oanh Đồng Nai và công ty Thuận Lợi. Bà Oanh có mua hai dự án là Minh Thành Đồng Nai và Nhân Thành Đồng Nai. Năm 2019, do khó khăn nên bà Oanh gặp ông Trần Quý Thanh vay 500 tỷ đồng nhưng được yêu cầu phải làm hợp đồng chuyển nhượng lại hai dự án trên, khi nào có trả tiền sẽ được hoàn lại. Năm 2020, bà Anh xin lấy lại các dự án nhưng phía ông Thanh không đồng ý nên nữ đại gia làm đơn tố cáo. Cơ quan điều tra cho rằng ông Thanh đã lợi dụng việc cho vay để chiếm đoạt dự án Minh Thành có giá trị thời điểm tháng 8 năm 2020 là gần 428 tỷ đồng và chiếm đoạt dự án Nhân Thành đều của bà Đặng Thị Kim Oanh là gần 454 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Thanh còn chiếm đoạt 29 thửa đất của ông Nguyễn Văn Trung có giá trị thời điểm tháng 3 năm 2020 là gần 49 tỷ đồng, chiếm đoạt 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng có giá trị thời điểm tháng 11 năm 2020 là hơn 80 tỷ đồng, chiếm đoạt 2 thửa đất của ông Nguyễn Huy Đông có giá trị thời điểm tháng 9 năm 2020 là gần 39 tỷ đồng. Kết luận điều tra xác định hành vi của Trần Quý Thanh đủ yếu tố cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015 với vai trò là chủ mưu cầm đầu. Như vậy, so với kết luận điều tra hồi tháng 10 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an giữ nguyên quan điểm truy tố 3 bị can, song số tiền chiếm đoạt được xác định đã tăng từ 767 tỷ đồng lên 1.048 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra bổ sung, lợi dụng quy định về cho vay hợp đồng chuyển nhượng, Chủ tịch Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái đã cho một số người vay với lãi suất dưới mức cấu thành tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tuy nhiên, việc cho vay theo Bộ Công an là không có hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản, mà các bị can buộc những doanh nghiệp cá nhân vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án, bất động sản có giá trị thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực tế. Khi bên vay băn khoăn lo lắng về việc này, các đối tượng đưa ra thông tin tạo niềm tin về uy tín tiềm năng tài chính, ký các cam kết bán lại, tiền lãi vay hợp thức bằng biên nhận tiền đặt cọc mua lại dự án, bất động sản, hứa hẹn thanh toán đầy đủ tiền gốc lãi sẽ trả lại tài sản. Sau khi chủ tài sản bên vay làm thủ tục chuyển nhượng các tài sản cho Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, nhanh chóng làm thủ tục sang tên để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản. Bộ Công an xác định hành vi trên của Bích là theo chỉ đạo của cha. Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi theo thỏa thuận, các bị can dùng thủ đoạn gian dối hoặc tạo ra các lý do mà chủ tài sản không thể thực hiện được để cố tình không trả chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định hành vi của Trần Quý Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, điều 175 Bộ luật hình sự. Các quyết định, lệnh của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn theo quy định pháp luật. Ngày 8 tháng 4 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quý Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích. Ngày 10 tháng 4 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quý Thanh, Trần Uyên Phương và tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 9 địa điểm đối với 3 bị can. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự về tội thao túng thị trường chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty Cổ phần Xây dựng Faros, các công ty liên quan thuộc hệ sinh thái của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, vụ giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam do Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC cùng đồng phạm và các cá nhân thuộc Cơ quan Quản lý Nhà nước về lĩnh vực chứng khoán thực hiện. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, vụ 5, đề nghị truy tố 51 bị can theo quy định tại khoản 2, điều 211, khoản 4, điều 174, khoản 3, điều 356 và khoản 2, điều 209 Bộ luật hình sự năm 2015. Trong thời gian từ ngày 26 tháng 5 năm 2017 đến ngày 10 tháng 1 năm 2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế, em gái Quyết, cùng đồng phạm mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để Huế thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng để Huế quản lý, sử dụng thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Khi giá cổ phiếu tăng, theo chỉ đạo của Quyết, Trịnh Thị Minh Huế bán cổ phiếu ra thị trường thu lợi bất chính gần 724 tỷ đồng. Từ năm 2014 đến tháng 9 năm 2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân là lãnh đạo, nhân viên công ty Faros, các công ty thuộc tập đoàn FLC, người thân, họ hàng đứng tên làm cổ đông góp vốn, thực hiện các thủ đoạn lập và ký khống hồ sơ góp vốn, nâng khống gần 3.103 tỷ đồng vốn góp vào công ty Faros, làm tăng vốn điều lệ của công ty từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Sau đó, tạo lập hồ sơ đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán chấp thuận đăng ký công ty đại chúng, đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết 430 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống của công ty Faros tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi niêm yết cổ phiếu của công ty Faros trên sàn chứng khoán, từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 3 năm 2022, thời điểm bị khởi tố tạm giam, Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm đã bán gần 392 triệu cổ phiếu, được hình thành từ vốn góp khống nắm giữ tại công ty Faros, thu được gần 4.900 tỷ đồng, trong đó chiếm đoạt gần 3.700 tỷ đồng của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Quá trình điều tra, ngoài các cá nhân có hành vi giúp sức cho Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi phạm tội, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tiến hành điều tra, làm rõ sai phạm của các cá nhân thuộc Cơ quan Quản lý Nhà nước có thẩm quyền, chấp thuận đăng ký công ty đại chúng, lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu, tiến hành khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán, quy định tại các điều 356, 209 Bộ Luật Hình sự năm 2015 theo quy định của pháp luật. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố 51 bị can, gồm 21 bị can bị khởi tố về tội thao túng thị trường chứng khoán, quy định tại khoản 2 điều 211 Bộ Luật Hình sự năm 2015, 31 bị can bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015. 4 bị can thuộc sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015. 3 bị can thuộc vụ giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam bị khởi tố về tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán, quy định tại khoản 2 điều 209 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trong đó có 8 bị can bị khởi tố về hai tội danh thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 2 điều 211 và khoản 4 điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015.